Tập 3. Thiết kế mô này của DI không biết có đường đi trên thị trường không? Nếu có thì phải làm hết trách nhiệm, nếu không có thì sao phải lãng phí chứ? Tôi không có ý định phủ nhận năng lực của Linh San, nhưng ai cũng đều sẽ gặp những khó khăn. Việc kinh doanh của công ty bây giờ căn bản không thể đạt được tiêu chuẩn. Buổi trình diễn thời trang mùa này lại tốn mất một khoản tiền lớn, khách hàng còn không mua. Chủ tịch Đinh, cậu nói xem nên giải quyết thế nào đây? Để tôi nói thì không phải thay nhà thiết kế thì cũng là thay cậu. Cô tự thấy thiết kế của cô hoàn hảo, không chút khuyết điểm, nhưng độ tiếp nhận trên thị trường hoàn toàn không cao như cô nghĩ. Văn Hiếu dùng hết mọi cách mới miễn cưỡng giữ lại được DI. Những mẫu này chỉ giữ được 100 bộ, số còn lại sau khi sản xuất xong hãy tiêu hủy. Nếu cổ đông có hỏi, cứ nói mọi tổn thất đều do một mình Đinh Văn Hiếu tôi chịu trách nhiệm. Chỉ sản xuất 3 bộ mà Hứa Mặt Trần mặc, số còn lại đều hủy hết. Tại sao phải giữ 3 bộ đã chỉnh sửa đó, số còn lại là bị tiêu hủy? Linh San, em đừng tức giận, nghe anh giải thích. Đã làm rồi còn giải thích gì nữa? Anh làm như vậy hoàn toàn có thể cố giảm chi tiêu kinh doanh của mùa này. Đã bị đốt rồi, hoàn thành kiểu gì? Lợi nhuận công ty ở đâu? Tâm lý của người tiêu dùng toàn thế giới là gì? Đương nhiên là hàng hiếm, hàng quý rồi. Nếu cô muốn giúp đỡ Văn Hiếu và DI thì nên tiếp nhận nhà thiết kế mới, giúp DI hoàn thành kế hoạch lên sàn cổ phiếu. Nhà thiết kế mới là ai? Tiệm Mai năm tháng nhạt nhòa, Ngôn Hạ. Linh San, thời gian này vất vả cho em rồi. Em không vất vả. Người vất vả nhất đi ai là anh mới đúng. Văn Hiếu, xin lỗi anh. Tại sao xin lỗi anh? Đều tại em. Chỉ xuất phát từ lập trường của mình mà chưa từng đứng trên góc độ của anh, gây rất nhiều phiền toái cho anh. Đừng nói vậy. Lúc anh mới tiếp quản DI, em không hề do dự đến công ty giúp anh. Phải là anh cảm ơn em mới đúng. Phải rồi, thiết kế em sửa thế nào rồi? Đã sửa xong rồi, ngày mai có thể thông báo với xưởng sản xuất rồi. Văn Hiếu, hôm nay anh vội rời công ty như vậy là có vấn đề gì của công ty sao? Anh đi ký hợp đồng. Thiết kế của em được khách hàng tiếp nhận, có thể sản xuất rồi sao? Không phải. Anh ký hợp đồng nhà thiết kế với Ngôn Hạ. Ngày mai cô ấy sẽ tới công ty để báo danh. Thử việc 3 tháng. Trong thời gian thử việc chỉ được lương cơ bản. Ngày mai em có thể sắp xếp cho cô ấy một vị trí. Anh ký hợp đồng với Ngôn Hạ. Tại sao? Công ty có em còn chưa đủ sao? Linh San, chuyện này đã được quyết định rồi, không thay đổi được. Nếu không có chuyện gì, anh đi trước đây. Anh hơi mệt. Ngày mai gặp ở công ty. Hợp đồng của Ngôn Hạ đã được ký rồi. Mặt Trần, con bé ở tiệm năm tháng nhạt nhòa đó thực sự có thể giúp cậu đoạt lại DI sao? Cô ta chỉ là một con cờ, phải xem tôi dùng nó thế nào. Cạn ly. Cạn ly. Cuối cùng sau cơn mưa trời lại sáng, con đường đẹp đẽ đang ở phía trước. Mình phải bước thật nhanh về phía trước. Ngôn Hạ, cậu không thấy bước ngoặt của chuyện này có hơi đột ngột sao? Mình có chút không theo kịp rồi. Ngưỡng mộ đố kỵ, ghen ghét chứ gì? Ai ngưỡng mộ đố kỵ ghen ghét? Ngôn Hạ, đầu tiên là Hứa Mặt Trần, nam người mẫu hàng đầu của tập đoàn ID vô duyên vô cớ tìm cậu. Tiếp theo là chủ tịch của ID đến tìm cậu ký hợp đồng, cho cậu làm nhà thiết kế của ID. Mọi chuyện như trong phim ấy. Nhiếp Tư Kỳ, có một điểm cậu phải hiểu rõ, là vàng thì sẽ phát sáng thôi. Ngôn Hạ nói quá đúng. Câu này giống hệt anh. Mặc dù anh chỉ tạm thời bị nhạt nhòa ở giới shipper thôi. Thôi đi, chỉ dựa vào anh. Ai trêu chọc gì em chứ? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hai người đấu khẩu cứ như hai vợ chồng son vậy. Cái gì? Mặt ối. Xem kìa, ăn ý quá rồi còn gì. Ai ăn ý chứ? Lúc nãy chỉ là trùng hợp thôi.
với ngoại hình, thân hình và lượng fan của mình hiện giờ, và cả độ nổi tiếng nữa, cũng chỉ có Hứa Mặt Trần mới có thể xứng với mình thôi. Ảo tưởng. Cứ gặp soái ca là lao đầu vào. Nói cho em biết, đa số mấy thằng đẹp trai đều có vấn đề hết. Chỉ có những người quan tâm tới học thức thực sự như anh mới là tuyệt. Hiểu chưa hả? Hiểu. Một bụng phân bón thì có. Em làm sao? Đàn ông tốt không chấp phụ nữ. Được rồi, được rồi. Mục đích chính của em hôm nay là ra ngoài để ăn mừng. Em sắp trở thành nhà thiết kế lớn của tập đoàn DI, không phải đến để xem hai người đấu khẩu. Ngôn Hạ, em khi nào đi làm? Ngày mai. Nhanh vậy sao? Thực ra hôm nay ngoài việc ăn mừng ra, em còn một chuyện nữa phải phiền đến cô bạn thân xinh đẹp nhất của em. Nhiếp Tư Kỳ, từ ngày mai trở đi 24 tiếng đồng hồ có 5 tiếng là của mình. Giúp cậu trong tiệm chứ gì. Không sai. Mình, anh thấy rất đáng tin cậy. Em xem, bình thường cô ấy căn bản ngoại trừ live stream ra chẳng có việc gì. Hơn nữa, live stream thì ở đâu mà chẳng được, phải không? Ở tiệm mai cũng được mà, phải không Nhiếp Tư Kỳ? Đúng. Tốt quá. Cảm ơn nhé. Cảm ơn cái gì? Không cần khách sáo. Bạn bè với nhau phải giúp đỡ lẫn nhau. Đúng không? Người nổi tiếng họ Nhiếp. Cái này, Ngôn Hạ, cái người mà em nói chính là cái người mà có vấn đề về tâm lý ấy. Anh rất tò mò rốt cuộc trông thế nào. Hắn ta à? Em bắt chước hắn cho anh xem. Ngày nào anh ta cũng thế này. Thì là nhìn người khác bằng lỗ mũi đấy. Thì hôm nào cũng lạnh băng, hôm nào thì hử. Hừ. Thì cứ nhìn anh ta thì giống như anh ta đang sắp đánh nhau vậy. Thật đó. Hôm nào anh ta cũng tưởng mình là đồng nhân dân tệ. Mẹ. Mẹ. Con về rồi. Con bé này sao uống nhiều vậy? Làm sao vậy? Sao vậy mẹ? Đương nhiên là có chuyện vui thì mới uống. Chuyện gì vui? Mẹ, con chính thức tuyên bố với mẹ, con đã ký hợp đồng với tập đoàn DI rồi. Ngày mai con được đi làm rồi. Tốt quá. Con xem mẹ nói rồi, anh chàng đẹp trai đó đáng tin mà. Anh chàng nào? Anh ta mà đẹp trai sao? Anh ta là đồ thần kinh. Đừng nói lung tung. Lại nói lung tung rồi. Được rồi mẹ, con tuyên bố tin tức xong rồi. Được rồi, được rồi. Mau đi tắm rồi đi ngủ. Ngày mai còn đi làm, ngủ ngon mẹ nhé. Uống sai thế này, con bé này khi nào mới khiến người khác bớt lo được chứ. Bố, cuối cùng con có thể làm rạng danh tay nghề gia truyền của nhà mình rồi. Con vui quá. Đáng tiếc bố lại không thấy được. Giám đốc Mộc, hôm nay sẽ có thiết kế mới tới phòng. Cô tìm một vị trí cho cô ấy. Tuyển dụng lúc nào vậy? Sao chúng tôi không biết? Lính nhảy dù được đặt cách tuyển dụng. Vậy giám đốc Mộc, cô có yêu cầu gì? Xin cứ nói. Không cần. Làm tốt công việc của mình là được. Được. Khi nào cô ấy đến, lập tức thông báo cho tôi. Dân, giám đốc Mộc, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Chủ tịch Đinh, hôm nay có nhà thiết kế mới tới nhận chức. Khi nào cô ấy tới, lập tức thông báo cho tôi trước. Dạ, chủ tịch Đinh. Nếu là người mới tuyển dụng, tại sao không thể trực tiếp về công ty chứ? Nhà thiết kế này rốt cuộc là thế nào?
cuối cùng cũng ngủ được một giấc ngon. Muộn rồi. Mẹ, mẹ không sao chứ? Trời ơi, sao con vẫn ở nhà vậy? Uống say mà con ngủ quên mất. Sao rồi, con xem. Đau chết mất. Hay là con đưa mẹ đi bệnh viện? Ngày đầu tiên đi làm mà con còn bảo đưa mẹ đi viện. Con muộn rồi đấy. Không định làm việc nữa à? Không phải, nhưng chân của mẹ con không yên tâm. Thôi thôi, đi mau đi. Mẹ gọi Ngôn Đông đưa mẹ đi cũng được. Dạ được. Vậy mẹ nhớ gọi điện cho Ngôn Đông. Con đi đây. Đi đi, mau đi đi. Con đi đây. Ôi trời ơi. Trước khi ký hợp đồng, tôi còn có một điều kiện. Nói đi. Tôi chỉ làm việc 5 tiếng mỗi ngày. Chỉ cần cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, không thành vấn đề. Không giới hạn thời gian đi làm. Được. Anh nói đó, không được hối hận. Không hối hận. Chân sao rồi? Sao con quay lại? Con không cần công việc nữa sao? Yên tâm, con không sao. Lúc con ký hợp đồng đã nói rồi, thời gian đi làm là do con quyết định. Cậu này tốt quá đấy. Tốt quá. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta đi khám đi. Đi đi. Đi khám. Con làm mẹ ngã bị thương rồi, con lo chết mất. Từ từ, từ từ thôi. Nếu thiết kế của Ngôn Hạ có thể hòa nhập với thiết kế của Linh Sang, được khách hàng công nhận, thì mình có thể tiến hành bán trước 4 quý, hoàn thành mục tiêu lên sàn cổ phiếu. Chủ tịch Đinh, nhà thiết kế anh mời kênh kiệu quá rồi đấy. Toàn thể nhân viên phòng thiết kế của em đều đang đợi cô ta. Không cần đợi. Họp phòng thiết kế của em chủ trì là được rồi. Chỉ cần thông báo văn bản cho cô ấy có thời gian đi làm theo quy định. Để nào cô ta không thể tuân thủ sao? Chuyện này phải trách anh quên nói với em. Là anh đồng ý lúc nào cô ấy đi làm cũng được. Xin chào, tôi là nhà thiết kế mới Ngôn Hạ. Alo. Alo, chủ tịch Đinh, nhà thiết kế đã đến rồi. Nhà thiết kế đến rồi. Được, tôi lập tức qua đó. Linh Sang, phải họp thì em đi trước đi. Đừng để phòng thiết kế đợi em. Lát nữa cô ấy sẽ tới. Tôi đã ký hợp đồng với công ty rồi. Tại sao không cho tôi vào? Là tôi dặn đấy. Tại sao? Đừng quên, cô vẫn chưa rửa sạch tội ăn cắp bản quyền. Anh còn nói tôi. Anh mới là trộm. Đừng quên, tôi đã rửa sạch quán ước rồi. Đưa túi của cô cho tôi. Làm gì? Đề phòng ăn cắp bản quyền. Cả điện thoại nữa. Cô quá đáng quá không? Không quá đáng chút nào. Đừng quên 5 tiếng đồng hồ này cô lệ thuộc vào công ty. Sau khi tan làm tới tìm tôi sẽ trả lại. Công ty có camera giám sát 24/24. Đừng có giở trò. Đưa cô ấy tới phòng thiết kế. Mời đi theo tôi. Cậu đường đường là một chủ tịch, sao phải đề phòng một nhà thiết kế mới như đề phòng trộm vậy? Cậu thấy hết rồi sao? Cảnh tượng bi thảm hiện hiện trước mắt. Mẫu mới bị ăn cắp bản quyền là sự thật. Hơn nữa lại xuất phát từ cô ta. Tôi không kỵ cô ta là nhân từ lắm rồi. Nói như vậy, cậu lợi dụng tài năng cô ấy chính là tà ác rồi. Để ngăn người ăn cắp bản quyền, đây là bất đắc dĩ. Không phải tôi nói với cậu, đừng lạnh lùng như vậy được không? Ngay cả mặt cứ lạnh tanh. Cậu có mệt không? Thư giãn một chút đi. Ngoài công việc, đừng quên cuộc sống. Được rồi, cuộc sống của cậu không thích hợp với tôi. Được, tôi biết điều. Nếu cậu chê tôi phiền, tôi sẽ biến mất khỏi đây. Cảm ơn. Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu vừa nói gì? Cảm ơn. Đã nhận. Sau này đây chính là chỗ làm việc của cô. Cảm ơn. Xin chào, tôi tên Ngôn Hạ.
Tôi tên Thái Ngân. Sau này mong cô chỉ bảo thêm. Cô là nhà thiết kế đó, sau này phải nhờ cô chỉ bảo tôi mới đúng. Có công việc gì mà tôi phải làm không? Cô ngồi xuống trước đi, lát nữa nhà thiết kế trưởng sẽ sắp xếp công việc cho cô. Nhà thiết kế. Giám đốc Mộc, đều sắp xếp xong rồi. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Các bạn thân mến, xin chào. Bây giờ Kỳ Kỳ đang ở tiệm mai năm tháng nhạt nhòa, live stream với mọi người. Tôi thấy số người xem vẫn còn ít, cho nên tôi hát một bài cho mọi người để làm nóng không khí nha. Ngôn Hạ, Ngôn Hạ. Chú, Ngôn Hạ không ở đây. Các bạn chờ một chút nhé, có khách đến. Ngày kia con trai tôi kết hôn, bộ vest này của tôi không vừa. Tôi muốn nhờ Ngôn Hạ sửa giúp tôi. Được, chú để đây trước đi. Khi nào Ngôn Hạ về chắc sẽ bảo. Không cần đo kích thước sao? Cháu đo. Các bạn chờ chút nhé, tôi sẽ quay lại ngay. Được rồi, được rồi, được được, cảm ơn. Chú về chờ đi, được được. Các bạn thân mến, Kỳ Kỳ quay lại rồi. Bây giờ sẽ hát tiếp bài hát đang hát dở lúc nãy cho các bạn nghe nhé. Thím, thím cũng tới sửa quần áo sao? Tôi không sửa gì cả, tôi tới tìm chó. Đi đâu mất rồi? Ngôn Hạ à, Ngôn Hạ, mình thật sự không biết. Ở tiệm mai này làm sao mà cậu sống được nữa? Xin chào, tôi là... Tôi biết cô là ai. Cô không cần giới thiệu. Cô có biết tên gọi công việc cô làm không? Nhà thiết kế. Rất tốt. Vậy tôi không cần nói nhiều. Nghe nói mỗi ngày cô chỉ làm 5 tiếng. Đúng. Bây giờ 1 tiếng rưỡi đã trôi qua rồi. Cũng chính là còn cách thời gian tan làm 3 tiếng rưỡi mà thôi. Đúng chứ? Đúng. Vậy cô nghe kỹ đây. Hôm nay công việc mà cô nhất định phải hoàn thành là nộp cho tôi 5 bản thiết kế hoàn thiện trước giờ tan làm. 5 bản thiết kế hoàn thiện. Thiết kế trưởng, thời gian thử việc 3 tháng. Nếu ngày đầu tiên làm việc mà cũng không hoàn thành công việc, bây giờ cô có thể cuốn gói đi được rồi. Tôi có thể 3 tiếng rưỡi sao? Đến phòng làm việc tìm tôi. Dù thế nào, mình cũng phải gắng gượng trong 3 tháng. Mặt năm năm như vậy, ai ức hiếp cô rồi? Hứa Mặt Trần, anh đừng có giả nghi ngơ nữa. Ai đắc tội tôi mà anh không biết sao? Cô là nhà thiết kế trưởng, sao tính toán với một người mới đến? Như vậy có vẻ chúng ta không bao dung lắm. Anh là anh, tôi là tôi, không phải chúng ta. Đều cùng một công ty mà, lại là bạn bè lâu năm, sao phải rạch ròi như vậy? Linh San, đừng quên nỗi khó xử của Văn Hiếu. Xin lỗi, số điện quý khách vừa gọi, Ngôn Hạ được lắm, sẽ không nghe máy chứ?
Hôm nay mình không tin mình xui xẻo. Cậu không nghe điện thoại, mình sẽ gọi cậu cháy máy. Alo, Ngôn hả? Cuối cùng cậu cũng nghe rồi. Mình nói cậu nghe, nhà cậu bị cháy rồi. Cái gì? Năm tháng nhạc nhòa cháy rồi sao? Không phải, không phải. Tôi... Anh là ai? Tôi hỏi cô, năm tháng nhạc nhòa cháy rồi sao? Không phải vậy. Tôi cố ý nói cho Ngôn Hạ nghe đấy. Vậy thì được. Xin hỏi anh là... Tôi là Đinh Văn Hiếu của tập đoàn DI. Là tên biến thái đó sao? Giọng nói dễ nghe vậy. Chắc chắn là một soái ca. Ngôn Hạ được lắm. Giấu đồ tốt à? Cô có chuyện gì không? Là thế này. Ngôn Hạ đi làm ở công ty của anh. Tôi giúp cô ấy nhận nhiều việc quá, muốn bảo cô ấy sớm quay về. Tôi có thể giúp cô ấy cùng làm. Được rồi, tôi sẽ chuyển lời. Vậy phiền anh rồi. Tôi... Alo. Alo. Mất lịch sự. Nếu anh là một tên xấu xí, chị đây còn không thèm làm quen. Nể tình anh là một soái ca, tôi sẽ nhịn. Điên cuồng quá nhỉ. Ngày đầu đi làm mà đã biến chỗ làm việc thành núi rác rồi. Tôi hoàn toàn không có cảm xúc. Bây giờ còn 3 tiếng nữa, tôi phải hoàn thành 5 bản thiết kế hoàn thiện. 5 bản. Việc này đối với cô chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Tôi không có tâm trạng đùa với anh. Tôi trông giống đang đùa sao? Tôi nghiêm túc đấy. Anh đừng an ủi tôi nữa. Mới ngày đầu đi làm, tôi giống như đã tử trận trên chiến trường vậy. Theo tôi. Cái gì? Đi rồi cô sẽ biết. Hứa Mặt Trần, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ. Bỏ tay ra. Hứa Mặt Trần. Hứa Mặt Trần, tôi đã giỏi lắm rồi. Anh đưa tôi tới đây làm gì? Để cô bình tĩnh. Tôi bình tĩnh thế nào được? Trời ạ. Cô tin tôi không? Nói cho tôi biết. Tin. Nhắm mắt lại. Hít thở sâu. Nói cho tôi biết. Động lực để cô duy trì tiệm mai 5 tháng nhạt nhòa là gì? Bố biết. Khi bố đi rồi, mẹ con nhất định sẽ tìm cách bán cái tiệm đó. Tôi nói với anh, cái tiệm này không những vị trí tốt mà phong thủy cũng tốt. Trước đây đều là nơi tụ họp các nhân tài quan lớn đấy. Tôi nói anh nghe, nếu kinh doanh tuyệt đối sẽ tiền vào như nước đấy. Đến lúc đó cho dù bà ấy có nói thế nào, con cũng tuyệt đối đừng đồng ý bán cái tiệm này đi. Bố yên tâm đi, tiệm mai bố để lại con tuyệt đối không bán đâu. Bố yên tâm đi. Được rồi, cái tiệm lỗ thế này rồi mẹ không nuôi nổi đâu. Có bản lĩnh thì tự chống đỡ đi, đừng tới cậu xin mẹ. Là mẹ nói đó, đừng hối hận. Cái con bé đáng chết này, sao con giống bố con vậy? Tay nghề mà tổ tiên để lại không thể bị mất đi được. Dù có mệt có khổ, con cũng phải gắng lên. Nếu con tin bố, con sẽ nếm được vị ngọt trong đó. Bố, cuối cùng con cũng có thể làm rạng danh tay nghề gia truyền nhà mình rồi. Cô phải kiên trì giữ nguyên tắc của mình, đừng để nước chảy bèo trôi, hiểu chưa? Hiểu rồi. Ngôn Hạ, cô tuyệt đối không làm tôi thất vọng đâu.
Đây là năm bản thiết kế mà cô cần. Tôi đang làm đây. Giám đốc Mộc, ngày mai gặp. Tôi đang làm rồi. Có thể trả điện thoại và túi cho tôi không? Ở trên bàn, tự lấy đi. Phải rồi. Bạn cô giúp cô nhận rất nhiều việc. Đừng để chuyện riêng làm lỡ chuyện công. Anh nghe trộm điện thoại của tôi sao? Tôi xem một cách quang minh chính đại. Còn nữa, tôi đã cài định vị theo dõi trên máy điện thoại của cô. Có phải anh mở trộm túi của tôi, xem trộm nội dung điện thoại của tôi, làm chuyện thất đức với tôi, có quá đáng không vậy? Tôi không phải cô, không có thói quen vậy. Nhưng anh đã hiếu kỳ nhìn trộm. Được rồi, cô còn không nỡ tan làm sao? Vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cô đấy. Chủ tịch Đinh, tôi cũng không cần tự độc thoại nữa. Anh yên tâm, từng món nợ với anh tôi đều sẽ khắc ghi trong lòng. Làm gì? Đang làm. Truyền thống. Cô ta căn bản không biết yêu cầu của công ty. Văn Hiếu, đừng tưởng cô ta sửa được mấy cái áo là có thể làm nhà thiết kế được. Em đã điều tra cô ta. Cô ta căn bản chưa từng được giáo dục chính quy. Chuyện này nếu để nhân viên công ty biết được, họ sẽ nghĩ thế nào đây? Anh không quan tâm nhân viên nghĩ gì. Mặc dù trông có vẻ không giống phong cách thiết kế của công ty, nhưng có một số anh thấy rất tinh tế. Chúng ta hãy thử tiếp nhận đi. Hoàn toàn không cần thiết. Thiết kế thế này cầm ra ngoài sẽ chỉ là trò cười cho nhân viên. Văn Hiếu, em không muốn anh vì áp lực lên sàn cổ phiếu của công ty mà đưa ra chọn lựa sai lầm. Để người khác nói ra nói vào sau lưng anh, chỉ cần công ty có thể lên sàn, người khác nói gì anh không quan tâm. Linh Sang, ngày mai phiền em chỉ bảo thêm cho cô ấy. Bây giờ anh phải gặp khách hàng, có chuyện gì mai nói. Văn Hiếu, có chuyện gì nữa không? Không có gì. Chỉ biết tới công việc. Alo. Cuối cùng cậu cũng nghe điện thoại của mình rồi. Nếu không phải vì tên Đinh Văn Hiếu đó, mình đã gọi cho cậu rồi. Mau về đi. Vì cậu fan của mình sắp chạy hết rồi kìa. Hơn nữa nếu cậu còn không quay về, mình thật sự sắp chết rồi. Mình sắp chán chết rồi. Cậu muốn chết thì đợi mình về rồi hãy chết. Chờ mình, tắt máy đây. Xe ơi xe à, mau lên chứ. Có cần tôi đưa cô về không? Không cần. Thật sự không cần sao? Thật sự không cần tôi đưa về chứ? Biến thái. Anh cố ý cho tôi chứ gì? Cậu về rồi sao? Ai về rồi? Môn hạ vẫn chưa về. Anh đến đây làm gì? Xem em nói gì kìa.
Anh đến quan tâm bạn anh một chút không được sao? Em thấy có mà anh đến ăn nhờ ở đậu nữa thì có. Nhiếp Tư Kỳ, em lại coi thường anh thế nhỉ? Dù gì chúng ta cũng là quan hệ sống chung mà. Cái gì mà sống chung? Đây gọi là thuê nhà chung. Có gì khác nhau sao? Đương nhiên khác nhau rồi. Đó là sự khác biệt về bản chất. Cùng sống chung với một mái nhà. Sống chung. Anh còn quỷ hoại thanh danh của em. Cẩn thận em chém anh đấy. Sao lại còn chém anh chứ? Em làm anh sợ chết. Chủ tịch Đinh, nếu đã sợ tôi ăn cắp, sao còn tuyển dụng tôi chứ? Bởi vì cô miễn phí. Lộ bản chất rồi chứ gì? Tôi nói cho anh biết, anh có thể đến khu vực quanh tiệm năm tháng nhạt nhòa. Trong vòng 8 con phố, không ai lại không biết tính cách nóng nảy của Ngôn Hạ tôi. Tốt nhất đừng trêu chọc tôi, nếu không chết không trốn dung thân. Đúng, đó là cách nói thời Tam Quốc. Bây giờ xã hội văn minh rồi. Tôi thích cái hoài niệm cũ, anh quản được chắc. Vì thế trong thiết kế của cô mới giữ lại khuya và thiêu dệt. Sao anh biết? Anh xem rõ mà. Tôi là chủ tịch công ty. Tôi xem thiết kế của nhà thiết kế công ty có vấn đề gì sao? Trước đây cô nộp hồ sơ vào DI, cô có từng xem phong cách nhất quán của DI không? Đương nhiên là có. Vậy tại sao trong thiết kế của cô đều là màu sắc cá nhân vậy? Không có chút phong cách DI gì cả. Bởi vì muốn trở thành nhà thiết kế thực sự, ngoài màu sắc cá nhân, còn phải suy nghĩ đến những yếu tố đang thịnh hành khác nữa. Còn phải có năng lực quan sát người tiêu dùng thật nhạy bén. Nếu chỉ thông thạo một điểm, vậy chỉ có thể trở thành một thủ công thôi. Không nhìn ra đấy chủ tịch, không ngờ anh cũng biết nhiều đấy. Làm gì vậy? Đến rồi, xuống xe. Cảm ơn chủ tịch Đinh đã nhắc nhở. Nhắc nhở cô một điều, sau này đừng có đi làm muộn. Gần công ty rất tắc đường. Làm gì vậy hai người này? Ngôn Hạ, cuối cùng em cũng về. Quay muốn chém anh. Ngôn Hạ, cậu nói đi làm chỉ có 5 tiếng, bây giờ mấy giờ rồi? Trên đường về mình có chút việc nên về muộn. Tư Kỳ, cả đống việc mà cậu nói không lẽ là chỗ này à? Không sai, chính là chỗ này. Tư Kỳ của mình ơi, cậu tốt nhất đừng vội mừng, ngày mai bắt buộc phải trả hàng đấy. Ngày mai? Không sai, chính là ngày mai. Nhưng một mình không làm xong được. Cậu đừng có nhìn mình như vậy. Vì cậu, mình đã mất rất nhiều fan rồi. Anh giúp em. Anh không có nghĩa khí như một số người đâu. Cả ngày cứ bạn thân này bạn thân nọ mà gặp khó khăn không giúp. Anh còn nói nữa xem. Được rồi, Nhiếp Tư Kỳ, giữ lại chút sức tối nay giúp mình. Yên tâm, mình mời cậu ăn đêm. Trượng Nghĩa, chỉ biết ăn thôi. Alo mẹ, con vẫn ở tiệm Mai. Vẫn ổn chứ? Tốt hơn nhiều rồi. Khi nào con về? Con ở tiệm Mai, con vẫn còn chút gì. Mẹ đừng chờ con, hôm nay con về muộn. Con đừng làm việc vất vả quá. Vậy mẹ tắt máy đây. Còn dám phản kháng. Em xem. Cái này đẹp lắm. Mẹ, thái độ thay đổi 180 độ luôn. Con không thích ứng kịp luôn đó. Nói gì vậy? Mẹ sợ chị con vất vả quá thôi. Được rồi, đừng chơi nữa. Mau đi ngủ đi, ngày mai con phải đi học. Rõ, thưa mẹ. Con gái yếu đuối cũng có chút khởi sắc rồi. Thank you.
Xin hỏi cô gái xinh đẹp này, tôi có thể ngồi chỗ này không? Im lặng là đồng ý ngầm rồi. Cảm ơn. Thực ra tôi rất hiểu cảm giác ăn cơm một mình. Anh đùa sao? Anh là người nổi tiếng trong giới người mẫu, sao lại thiếu phụ nữ bầu bạn chứ? Chính vì người nổi tiếng nên mới cô độc đó. Người nổi tiếng không được phạm bất cứ sai lầm nào. Ngày ngày đều phải bận rộn làm việc, chẳng phải là để ăn cơm sao? Cho nên lúc ăn cơm mới là lúc thoải mái nhất. Nếu đến ăn cơm cũng phải có điều kiện, có mục đích, vậy thì không gọi là ăn cơm, gọi là bữa tiệc. Lý lẽ của anh nhiều thật đấy. Đây không phải là lý lẽ, là chân lý. Vậy được, cô có tin bây giờ tôi có thể nói ra suy nghĩ trong lòng cô không? Vậy sao? Vậy tôi xin rửa tay lắng nghe. Thực ra trong lòng cô có rất nhiều chuyện vui muốn chia sẻ với Văn Hiếu, nhưng trong đó đã xen lẫn cả sự quán trách. Cô muốn nhõng nhẽo với cậu ấy, muốn cùng cậu ấy ăn cơm, chính là muốn dứt bỏ sự cao ngạo của mình, là một người phụ nữ thật sự. Nhưng đáng tiếc, trong lòng Văn Hiếu, cô là một người phụ nữ kiêu hãnh và tự lập, hoàn toàn không cần cậu ấy ở bên cạnh. Không phải nội tâm của tất cả mọi người đều có thể đoán được đâu. Miệng cô không thừa nhận cũng không sao, nhưng mà cơ thể cô đã bán đứng cô rồi. Nào, xem giúp tôi những bản thiết kế này. Xin y. Không tồi, vận dụng rất tốt vẻ đẹp của văn hóa phương Đông, điều thể hiện rất rõ sự tinh tế, đoan trang và khả năng thưởng thức nét đẹp truyền thống, không giống thiết kế của nhà thiết kế của các cậu. Hơn nữa lại hoàn toàn khác với phong cách thiết kế trước giờ của DI. Mặc dù những thiết kế này đều tuân theo đặc điểm lấy thần thái kiểu Trung, nhưng cá nhân tôi thấy trước mắt vẫn là nhà thiết kế của cậu chiếm ưu thế hơn. Có điều không thể phủ nhận, chủ nhân của bản thiết kế trên tay tôi, mặc dù thiếu sự cứng cáp trong chủ đề và tư duy, nhưng cô ấy hiểu biết rất nhiều về việc vận dụng các yếu tố. Alo, chuyện gì? Thiết kế mà Linh Sang sửa lần hai xuất hiện trong buổi trình diễn thời trang mùa này của Vũ Huy sao? Lập tức thông báo xưởng ngừng sản xuất. Cạn ly. Ăn thoải mái, thoải mái đi. Hôm nay cảm ơn hai người, nếu không có hai người chắc chắn em không xong rồi. Nhìn thấy chưa, Nhiếp Thư Kỳ, anh vẫn rất có ích mà. Chỉ biết gỡ chỉ thôi, có gì mà giỏi chứ? Học sinh tiểu học còn biết. Em xem nói chuyện kìa, cái máy có to thế nào mà thiếu một cái ốc cái vít thì sao? Huống chi anh là một người to lớn thế này. Hai người muốn cãi nhau thì về nhà cãi đi. Về nhà, ai mà thèm để ý anh ấy chứ? Bây giờ mình sẽ ngăn cái miệng của mình lại. Nhậm Hút, không phải em nói anh đâu, anh có thể đừng bắt nạt Tư Kỳ nhà em không? Đàn ông con trai như anh. Nhiếp Tư Kỳ, đàn ông, em không so đo với anh nữa. Ngôn Hạ, mình nghe giọng nói của Đinh Văn Hiếu đó vô cùng quyến rũ, chắc chắn anh ta là một soái ca phải không? Mình chưa thấy anh ta đẹp chỗ nào cả.